Đầu tiên xin chào tất cả anh em càng thủ đam mê cá tường Tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 22 cần câu nha anh em. Thì 22 cần câu này 22 cần câu lua hàng máy ngang thôi nha anh em. Tất cả đều là hàng máy ngang. Đó, hàng kiện nhật. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán hàng lỗi khung clip lên đó. Thì dừng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất là cảo. Thì cái thứ nhất em lên mọi người một cây cần lua máy ngang hàng chất liệu carbon. Thì cái này cái lua máy ngang bát Fuji fan Fuji đó. Thì cái này nó không có thông số nha mọi người, anh em test đọt có độ cứng ra tầm khoảng ML thôi nha anh em, test đọt thì độ cứng ra tầm khoảng ML cán bằng DeFi hàng này em lấy từ Nhật về nha mọi người. Thì cái này nặng là 220g, đọt 2 ly 2, dài là 1m68, giá công khai cái số 1 giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship. Cái số 2 thì cái số 2 em lên cho mọi người một cây cần hàng của Olympic, hàng Olympic, hàng của Korea xuất nhập như nè. Đây tổng số này mọi người đó. Thì cái này một cây Pangol nha anh em, Pangol Pangol luôn Fuji chất liệu carbon. Đây nè, Fuji nha anh em, chất liệu carbon. Đây đó, dạng này cho anh em tính nháy hơi như nè, lóc tính nháy hơi đó, luôn màu giả. Thì cái này nặng là 109g, đọc 1 ly 8, dài là 1m68 nha nè, dài 1m68, cán bằng. Thì cán nó do đổ mồ hôi nè, giờ anh em lấy xà bông sạc lại giúp em nha nè, foil foil carbon bát bát Fuji tam hoàng. Thì cái này tải mồi từ 3.5g tới 14g, tải dây từ 8 đến 14 lb, giá công khai cây số 2, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship số 2. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người một cây hàng của Ryobi đó. Một cây hàng Ryobi. Thì cây Ryobi này được sản xuất tại China anh em đó, để sử dụng gặp cha. Thì cái này bát là bát Fuji nha anh em, bát là bát Fuji đó, đóng chữ luôn, cắn là cắn bằng. Fan là fan Fuji đội xám. Độ cứng là độ cứng ML nha anh em, độ cứng ML, dài 1m98 nha anh em, dài 1m98. Ngoại hình còn tương đối sạch sẽ đẹp nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon, không lỗi lầm gì hết. Carbon nha anh em. Sẵn đây. Thì cái này dài 1m98, nó tải mồi từ 5 đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb, độ cứng ML, đọt là 1 ly 8, dài nặng là 136g. Rồi, giá công khai cái số 3, giá công khai vẫn là 600 nha anh em, 600 cộng ship một cây Ruby số 3, cây máy ngang nha. Tiếp theo là cây một cây máy ngang nữa, một cây Daiwa, một cây lua máy ngang. Thì cây này một cây cần một khúc nha anh em, cần của Hitland. Thì cây Hitland là một cây cần của Daiwa, hàng khá đẳng cấp đó mọi người. Point cũng cực kỳ ok luôn. Thì Bower nè, Capris Hitland. Thì cái này được sản xuất tại China, độ cứng là độ cứng M, dài là 1m68 anh em, dài 1m68, cần một khúc. Cái này nó tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 lb, mã có đầy đủ. Bát tà bát của Daiwa, cắn là cắn gỗ cắn bằng đó, máy ngang và ok. Fan là fan xích anh em, fan xích còn rất là mới nha mọi người. Xước xác tí nha, chốc sơn thôi nha anh em, coi còn ok nha mọi người, coi đẹp. Thì cái này về chiên cho anh em câu cá lóc nha anh em, câu cá lóc nhảy hơi không thôi lấy như thiệt cũng rất là ok luôn, độ cứng mờ. Rồi, giá công khai cây số một cây số 4, giá công khai là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 4. Tiếp theo lên mọi người là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cắm gốc. Thì cái cắm gốc này một cây cần của Abu nha anh em, một cây Abu cắm gốc. Thì dòng Abu là một dòng Abu Hurting cắm gốc. Đó. Cây Abu này dài là 1m74 nha anh em, dài 1m74, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, fan Fuji ship nè. Đây
Thì dòng Abu này cái bát nó rất là đã nha nè, nó có miếng chim ở đây nè, chim lên gắn máy rất là chắc nha mọi người. Đó, bát đây, bát vẫn là bát Fuji nha anh em. Đây, đó. Cho cái đọc cho anh em xem. Đây, Abu. Hàng ship. À, có xuất xác đi tây nha anh em. Chỉ trên đây bình thường nha. Đó. Ngoại hình còn ok nha mọi người. Đó, anh em mua nháy hơi lãnh mấy cái này cực kỳ cảm giác luôn. Vì là hàng một khúc nên cái action này rất là tốt nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 115 g, đọt là 1 ly, đọt 1 ly 5. Dài là 1m74, thu gọn chiều dài của đọt đó là 1m49. Thì cái này tải mồi từ 3 đến 3.5 g, 14 g, độ cứng tương đương với ML thôi nha anh em. Độ cứng L. Tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai cây số 5, giá là 1 triệu luôn nha mọi người, 1 triệu cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây hàng của Abu. Thì cây Abu này một cây Abu cắm gốc nha anh em. Đây, cắm gốc luôn mấy ngang. Thì loại này loại chia cho sang hàng. Để đọc thông số trước cho mọi người. Còn túi nữa mọi người. Dòng Abu hết zin, dòng này thì là dòng đời cao nha anh em, phôi là phôi nano carbon. Đó, fan là fan micro. Thì cái này nó dài là 2m04 nha anh em, dài 2m đây anh em, dài 2m14. Đọt là một đọt là 2 ly, đọt là 2 ly 4. Nặng là 238 g thì chiều dài thu gọn của đọt là 2m04 nha anh em, chiều dài thu gọn của đọt á là 2m04. Thì cái này nó tải mồi từ 4 tại cái này tải mồi từ 14 đến 56 g, tải dây từ 14 đến 30 lb. Đó, dây cây này đánh thì có đánh mát là đánh mát dây bè số 4 nha anh em. Đó. Độ cứng là độ cứng ít. Nè, quá ok luôn. Khổ cái là nó là cần một cần cắm gốc. Nó rất là cồng kềnh, nhưng mà đổi là cái độ săn hàng của nó rất là cao nha anh em. Nên là muốn săn hàng hốt cái này về săn hàng. Bát cũng là bát Fuji anh em. Đó, rồi phôi nano carbon. Càng rất là mới luôn. Mới keng xà beng. Keng lắm mọi người. Rất là nhỏ nha. Nhỏ thế này dây thì cũng rất là chỉnh luôn. Đó. Cứng ít dài 2m41, xem như 2m4 đó mọi người, đánh vô tư săn hàng rồi. Giá cũng hai cây số 6, giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cây số 6. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano, một cây Shimano X-Ray. Thì cây Shimano X-Ray này, một cây Shimano X-Ray cắm gốc máy ngang nó Shimano. Thì dòng X-Ray này dòng khá nổi tiếng ở Việt Nam, đánh rất là bền, trâu, cẩu cá là vô tư luôn. Phôi là phôi Hippowa X, phôi xăng X nha mọi người. Phen là phen xít, phen từ cao, phen full xì xít này, xăng X từ đít tới ngọn nha mọi người. Đó, rất là mới luôn. Thì loại này cũng tiết là một hàng cắm gốc thôi. Đó, cắm gốc nên vận chuyển cái đọt nó rất là cồng kềnh nha anh em. Đây, đọt sẵn ít nha, rất là mới. Thì cái này thông số kỹ thuật của nó là dài là 2m 2m16 nha anh em, dài 2m16, nhưng mà nó bị gãy một khúc đọt rồi. Thì em đo lại chuẩn của nó là 2m1 thôi nha anh em, dài 2m1, đọt của nó là 2 ly 8, nặng là 125 g. Thì đây là thông số của đọt chưa gãy, nhưng mà khi nó gãy độ cứng nó sẽ cao hơn, độ cứng nó ra tầm khoảng ít rồi. Đó, cái này tải ra tầm khoảng 60 g được nha anh em, khá là cứng. Đó, loại này về cho anh em săn hàng, đánh nhái thiệt, đánh gừng, câu minh, câu chạm chim.
Rồi, giá thanh lý cái này, giá cây số 7, giá là 1 triệu 8 nha anh em. 1 triệu 8 cây số 7, hàng Edgar Shimano. Cây này mà không bị gãy đọt cái giá cũng rất là căng nha anh em. Rồi, tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 này em lên cho mọi người một cây Shimano Edgar. Thì cây này còn túi nha anh em. Đó, túi Shimano Edgar, túi nguyên zin của nó luôn. Thì phôi Edgar, phôi sắn ít rồi, khỏi bàn. Đó. Shimano Edgar sắn ít. Rất là đẹp nha anh em. Đây, đó, CNL 4 cộng. Đẹp mê ly luôn nha anh em. Phan ship nha. Dòng này thì khá nổi tiếng Việt Nam này, khỏi chơi. Thông số tải mồi đây. Rất là đẹp nha. Thì cái Edgar này, cái Edgar dài là 2m1 anh em. Dài 2m1. Xem thông số đâu. Đây, đúng rồi. Cái này dài 2m1, đọt của nó là 1.5, nặng 115g. Thì cái này độ cứng M, nó tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cây số 8, giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu cây số 8, một cái Shimano Edgar cực kỳ mới luôn, mới cứng. Cái xe ben. Đó, cái này về đánh lốc nó nhớ thiệt là khỏi che là được. Giá 3 triệu cây số 8. Tiếp theo cái số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây hàng nội địa. Một cây ban nha anh em, ban nội địa. Thì dòng ban này lần trước em cũng lên một clip 2 cây. Anh em đánh về phản hồi rất là tốt, đặt cũng rất là nhiều luôn. Thì cây ban này một cây ban máy ngang. Phen là phen Pulsisit nè, phen Pulsisit, phen K. Đây mọi người. Đó. Đây này, bát Pulsi Angel. Phôi đây. Phôi của dòng ban này thì quá nổi tiếng rồi. Đó. Ngoại hình đẹp anh em, ngoại hình đẹp. Pulsi bu chống sắn. Thì cây ban này độ cứng là độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH. Thì cái này dài là 2m01, đọt là 1.7, nặng 124g. Thì cái này độ cứng MH, có tải mồi từ 10 đến 28g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Giá công khai cây số 9, giá là 3 triệu 2 nha anh em, 3 triệu 2 cây số 9. Nói lên đây, đó. Rất là ok nha anh em, chỉnh cho một cây cần săn hàng, một cái ban là đây. Tiếp theo cái số 10. Thì cái số 10 em lên cho mọi người một cây cần Daiwa Palasol. Thì cây Palasol này thì một là một cây em cần máy ngang luôn, hàng của hàng Daiwa. Phôi cũng là phôi săn ít nha anh em, phôi săn ít. Phôi vẫn sẵn từ đích tới ngọn. Sẵn không che được hết. Bu vẫn buông chống sắn anh em, buông chống sắn. Thì cây này là một cây cần phen, là phen Fuji anh em, phen Fuji Akonai hàng đại qua này. Thì cái này một cây tay qua China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật, dài là 1m98, nặng là 100g, khá là nhẹ nhé. Đọt là 1.8. Thì cái này độ cứng là độ cứng M, nó tải mồi từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 7 đến 16 lb. Đó. Giá công khai cây số 10, giá là 1 triệu 8 nha mọi người, 1 triệu 8 cái cây số 10, hàng sẵn ít, rất là đẹp nhé. Thì giá là giá chưa bao gồm phí ship nha anh em, đó, giá là 1 triệu 8 cộng ship. Tiếp theo là cây số 10, tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 lên cho mọi người là một cây cần thương hiệu của Mỹ. Thì cây số 1 lên cho mọi người một cây True FM. Thì cái này còn tối như luôn nha mọi người. Đó, một cây chua tem. Anh em có thể lên mạng search cái này. Đây, tem 4. Tem chua tem gồ 4 là anh em nó sẽ ra. Bát là bát Fuji nha anh em. Bát Fuji. Đó. Mọi người, dặn cho mọi người xem. Đây, Fuji, đúng chữ nổi, máy ngang. Phen là phen xích. Carbon là carbon sắn, sắn nổi nha mọi người.
rất là đẹp luôn. Xiết nè, cánh cao nè, đó, xiết đá cực kỳ dày luôn. Bu xiết, hàng bao chuẩn nè, bao chuẩn bao lõi luôn, đó, rất là đẹp. Thì cây vuốt em, một cây vuốt em cứng là cứng tầm khoảng M nha nè, cứng M, vì nó tải mát là 21g, thì cái này nặng là 110g. Đọt là đọt 2 ly, dài là 1m89 nha anh em, dài 1m89, thì nó tải từ 3.5g đến 21g, tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai cây số 11, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cơ cây số 11, hàng cực kỳ mở nha. Đó, hàng này đánh lóc và khỏi chê rồi. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 12, thì cây số 12 em lên cho mọi người một cây cần Daiko, thì cây Daiko còn tủ nha mọi người, đây. Đây cô. Thì phôi vẫn là phôi carbon sẵn nha mọi người, phôi carbon sẵn. Phen là phen Fuji nè, phen Fuji Sheet nè. Đó. Như là titan luôn hay gì. Thấy là xám xám nè. Đây. Phen Sheet nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji. Cục bát này nó giả các dáng carbon cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thôi nè mọi người, thôi carbon nhé, thôi khỏi chê rồi. Bu chống sẵn phần xích thắt sẵn và sẵn găng gút. Thì cái đây cô này được sản xuất tại China nha mọi người, đó, hàng sản xuất tại China, thì sản xuất tại China, xuất riêng cho thị trường Nhật nhé. Đó, bát là bát cán là cán bằng. Thì cây này dài là 2m13 nha anh em, dài 2m13. Độ cứng là độ cứng H. Đọt là đọt 2 ly 2, nặng là 150g, tải mồi từ 10.5g đến 35g. Tải dây từ 12 đến 25 lb, giá công khai số 12, giá là 2 triệu 2 nha mọi người. Có túi thì theo cần nhé. 2 triệu 2 cộng ship, có túi theo cần. Thôi phải bao chuẩn nha. Sẵn mê ly luôn. Rồi, giá công khai 12 là 2 triệu 2 nha anh em. Theo là những cây còn lại nha mọi người. Tiếp theo em lên mọi người là một cây số 13, một cây Mayon Rap Big Tail. Được em lên chiếc này về được 2 cây. Đó. Thì cái này còn tủ nha anh em. Đó, Mayon Rap. Mọi người, đó. Thì cây Mayon Rap một cây cần dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, đọt 2 ly, nặng 150g. Thì cái là độ cứng H, thì nó tải mồi từ 10 đến 10.5g đến 42g, tải dây từ 12 đến 25 lb. Thì cái này sủ phôi nano nha anh em, phôi nano carbon. Phen là phen Fuji Sheet nha anh em. Giá nó bán qua Nhật là 20.000 yên, thì ra tầm khoảng 4 triệu 2 chưa tính phí ship. Rất là đẹp luôn. Cái này full tủ nha mọi người. Đó. Thôi sẵn ít carbon. Bát là bát Fuji nè, bát Fuji. Phen là phen xích. Rất là đẹp nha mọi người. Bu chống sẵn nha. Thì cái này xem như là mới cứng luôn. Đó. Giống như hàng trưng bày nha anh em. Hàng này chiên cho anh em săn hàng. Đó. Dài 21 độ cứng H. Đánh vô tư. Rồi, giá cây số 13, giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Thì cây số 14 là một khoảng một cây Big Tail còn tối luôn. Thì cái này được cái là dài hơn một tí. Đó. Thì cái này dài là 2m28 nha anh em. Dài 2m28. Nặng 134g, đọt là 1 ly 9. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Thì cái này độ cứng là độ cứng H nha nè, độ cứng H anh em, giá là 21.000 yên, giá mới. Thông số đầy đủ phôi phôi nano, phen là phen Fuji Sheet Green nha nè, phen K.
xào phôi cho anh em. Đó. Phôi cũng rất là ok anh em, phôi sáng ít. À. Đây nè. Bát là bát Pussy. Đẹp nha. Mở cứng à, bù vẫn là bù trong sáng mọi người. Bù trong sáng. Rất là ok nha. Rồi giá công khai cây số 14, giá là 3,2 triệu anh em. 3,2 triệu cây số 14 thì tối cũng cần mấy ngang á, độ dài trên 2m1 rất là hiếm nha anh em. Đó. Tiếp theo là cây số 14 15, tiếp theo cây số 15 thì cây số 15 đây cho mọi người một cây cần mang lua mấy ngang Siwat. Thì dòng Siwat này em về máy đứng bán rất là ok luôn, mấy cây máy đứng em bán hết này, còn một cây máy ngang mọi người. Đó. Thì cây này dài 1m98 nha anh em, đọt là 2 ly 5, đọt 2 ly 3, nặng là 202 gram. Thì cái này đủ tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây bè từ bè số 4 đến bè số 6 nha mọi người. Đây thông số kỹ thuật của nó đây. Đó, phen vẫn là phen full ship nha mọi người. Đó, rồi vẫn là carbon. Đó. Rồi coi carbon, cán là cán bằng, bát vẫn là bát Pussy Siwat Majograph. Mấy cây này đánh cực kỳ ok nha mọi người, đó, đánh rất là trâu luôn á. Bô trong sắn, cây này dạng cẩu cá là khỏi còn gì bằng luôn. Đọt trà bá. Rồi giá công khai cây số 15, giá là 2,7 triệu nha anh em. 2,7 triệu tiếp cây số 15. Tiếp theo cây số 16 thì cây số 16 lên cho mọi người là một cây cần của Majograph, một cây Majograph Corsa Corkit, một cây Majograph Corkit nha anh em. Phôi vẫn là phôi carbon nè, phôi carbon sẵn. Bát là bát gỗ nha anh em, bát gỗ cổ đỉnh, bát Pussy, bát rất là đẹp. Phôi sẵn khỏi bàn nha. Phen là phen xít nha mọi người, phen xít. Sẵn rất là đẹp nha. Thì cái này nặng là 113 gram, đọt là 1 ly 7, dài là 1m86 nha anh em. Thì cái này độ cứng là ML, nó tải mồi từ 5.25 gram đến 14 gram, tải dây từ 8 đến 14 NB. Giá công khai cây số 16, giá là 1,2 triệu nha anh em. 2 triệu cây số 16 phân xích hết nha. Tiếp theo cây số 17 thì cây số 17 vẫn là một cây Majograph Corkit. À. Phôi vẫn là phôi carbon sẵn, sẵn găng guốc luôn, phen là phen xít. Bát là bát gỗ nha anh em, bát gỗ Pussy. Đây Pussy. Nè, có kết. Bù là bù trong sẵn nha anh em, bù trong sẵn, bù xít luôn. Phôi cũng rất là đẹp. Thì cái này dài là 1m98, nặng 125 gram, đọt 1 ly 7. Thì cái đầu cứng, độ cứng M, nó tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb. Giá công khai cái số 17, giá vẫn là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cái số 17, coi đẹp nhanh em. Tiếp theo cây số 18 và 19. Thì 18, 19 là hai cây cùng thông số nha anh em. Đó. Thì cây số 18 lên cho mọi người một cây Majograph Corkit. Corsa chứ. Một cây Majograph Corsa. Tên nó đây. Thì đa phần những căn này thường nó xuất ra trường châu Âu nha anh em. Đó.
Ở Việt Nam rất là ít thấy. Thôi thôi sẵn hai da nè. Đó. Cặp bột sẵn nha nè, bát con là bát Fuji. Sẵn khỏi bàn. Rất là đẹp luôn. Một số anh em đánh cây này nè, phản hồi cũng rất là êm luôn. Đó, đánh cá lên cá là phì phà. Khỏi che đâu được. Thì cái này nặng 198 gram, đọt 1 ly 7. Dài là cái này nặng 125 gram, đọt 1 ly 7, dài là 1m98. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 28 gram nha anh em. Độ cứng là MH. Đó, tải mồi từ 7 đến 28 gram, tải dây từ 12 đến 20 lb. Giá công khai cái 18, giá khoảng là 2 triệu. Tiếp theo cây số 19. Thì cây số 19 cũng là một cây Mangrove Corsa. Đó. Khoảng vậy thôi. Thông số MH, dài là 1m98. Cũng là phôi sẵn găng guốc. Đẹp can sà beng. Bù vẫn là bù trong sắn, phen vẫn là phen xích. Rồi, giá công khai cây số 19 giá khoảng 2 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 20. Cây số 20 là một cây Mayorab Corsa. Thì cây Corsa này nó bị mất cái tem, cái tên mọi người. Đây, mọi người có thấy. Thì cái độ cứng thì dạng độ cứng hiếm mà. Dài 2m1, độ cứng là độ cứng H. Độ cứng H này săn hàng, đánh lóc cường là ok rồi. Anh em đánh như thiệt. Phôi vẫn vậy thôi. Phôi sẵn ít, hai da. Sẵn ngăn gút nè. Giờ vô là cộm tay nha mọi người. Sẵn cực kỳ đẹp luôn. Bù và bù trống sẵn. Thế là phản xít. Bát là bát Fuji. Thì cái này nặng 137 gram. Dạ, đọt là 1 ly 7, dài 2m1. Thì cái này tải mồi từ 10.5 gram đến 42 gram, tải dây từ 12 đến 25 lb. Giá công khai cái số 20, giá là 2 triệu nha anh em. Vì nó mất cái tem nha mọi người. Đó, mất cái độ thẩm mỹ của cái cần. Nó tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu tư đó mọi người. Đó. Tiếp theo là cây số 21. Thì cây 21 lên cho mọi người một cây Mayograph Laser. Đó, dòng Mayograph Laser. Thì dòng cần này vẫn là một dòng cần Mayograph Bát Fuji. Đó. Phen là phen Fuji, phen xích. Ngoại hình còn ok nha anh em, ngoại hình rất là ok luôn. Phen xích cánh bóm. Độ cứng là độ cứng MH nha anh em. Thì cần em bán á, cho anh em kiểm tra hàng chính thanh toán luôn. Anh em cứ kiểm tra kỹ đi. Nếu lỗi chỗ nào hoặc không giống clip em quay cho anh em vậy là anh em cứ gửi qua cho em. Đó. Vậy. Thì cái này nặng 136 gram, dài 1 mét, dài 1m89, đọt đọt 2 ly 2. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 28 gram, tải dây từ 12 đến 20 lb. Giá công khai cái số là 1 triệu 7 nha anh em. 1 triệu 7 cái 20. Hàng đẹp nha mọi người. Tiếp theo cây số 21. Thì cây 21 lên cho mọi người một cây cần của Mayograph đây. Đó, một thương hiệu khá nổi tiếng. Phen là phen phen là phen bóm nha anh em, phen bóm. Phen xích. Phen bóm, phen xích. Carbon sẵn gân gút. Bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji. Đây. Sẵn gân gút nha nè. Dòng đây là thỏi chê. Nè mọi người. Đó, phen là phen bấm, phen xít. Bù trong sẵn. Thì cây này thì nó có chỗ tem cái này mọi người. Nó bị chóc lớp sơn rồi mọi người. Đây, nó sẵn sẵn thế này rồi đây. Đó. Nhưng mà tất cả các phen chỉ đều ok hết nha anh em. Đó, chỉ có chỗ này nó bị chốc chốc cái này đây. Mất độ thẩm mỹ với cần thôi. Đó,
chất lượng câu thì khỏi bàn. Đây, test đọc cho anh em xem luôn. Bát cũng là bát Fuji, không lỗi làm gì hết ngoài cái phần keo cái này. Thì cái này nặng 140g, đọt là 1 ly 1, đọt là 1 ly 4, dài là 1m92, tải mờ từ 7 đến 21g, độ cứng rồi cứng em mờ, tải dây từ 10 đến 16 lb, giá công khai số 22, giá là 1,5 triệu nha anh em. Để em coi lại số thứ tự xem.